Sập ngay. You have defeated an enemy. Một gậy vào mông. Cùng nhau lập đội dễ thắng. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là NMH đấy. Thì lời đầu tiên thì cho NMH gửi lời chúc đến toàn thể anh em đang xem clip của một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công. Trong trận đấu này, mình sẽ làm về vị tướng Zuka. Thì ở trận đấu này mình đối đầu bên kia là Tara anh em ạ, một chất tướng cực kỳ là trâu luôn. Để mà solo lại Tara thì mình nghĩ rất khó luôn á. Bởi vì Zuka không phải là chất tướng để có thể đó là solo với đó là Tara. Bởi vì Tara nếu mà lên được level 4 rồi á, nó bật cái thân thể thẹp lên thì thực sự hồi máu quá là nhiều và Zuka rất là khó để có thể ăn được. Tất nhiên thì khi anh em đối đầu với Tara thì cũng phải lên cái lối trang bị theo thiên hướng khắc chế nó để giúp anh em gọi là khỏe hơn. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em luôn nhá. Ở chung đầu trận thì việc là anh em sẽ farm nhanh hơn Tara một tí, rồi anh em sau đó thì di chuyển thôi, và đồ cỡ đầu của Zuka thì cũng khá là tốt. Nên là Tara thì nó cũng không giao tranh với mình và mình thì cũng hạn chế gọi là giao tranh với nó. Chủ yếu là farm xong và tí nữa lên được level 4 thì sẽ gọi là đảo gánh. Còn nếu mà có cơ hội thẳng thế, nó mất thân thể thẹp thì mình có thể lao vào chơi nó được. Nhưng mà tỷ lệ thì rất là khó, đặc biệt thì khi nó có đối thủ một tí nữa. Nên là bây giờ mình sẽ farm lên level 4 rồi sau đó thì mình sẽ di chuyển lên trên kia gánh hỗ trợ tím nhá. Rồi, pha này thì Tara nó chạy về thôi, không biết cái trầm trọng lưng của mình có đủ đám hay không. Rất tiếc là chưa đủ đám. Tara còn đánh đá quay trở lại xả ra thương nữa. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chưa đủ đám, hy vọng là circuit đủ đám. Ôi hay quá, ngon anh em ạ. Tưởng là không đủ đám, ai ra circuit té mình vẫn ăn được. Lyanna thì đang cao cấu các kiểu, thả đó là quả câu, nhưng mà circuit té mình thì vẫn lui về được. Liệu có lui về nổi hay không? Lyanna tém địch gọi là sử dụng hồ quang lực và hồ quang đàn, nhưng mà chưa đủ cái lượng sát thương để ăn được circuit, bởi vì chất tướng circuit thì khá là trâu. Và cuối cùng thì một pha giải thoát chạy về thành công, 4-3 dành cho hai bên. Hay rồi, nói chung một thế trận thì cũng khá là hòa hoãn. Ở trung tâm này thì mình rất là khó để ăn được Tara thôi. Đối đầu với Tara thì chắc chắn thì anh em sẽ lên đó là cái món đồ giảm hồi máu đầu tiên thôi. Còn nếu mà anh em không lên thì thực sự không bao giờ có cửa, kể cả đồng đội lại gánh anh em cũng khó, chứ đừng có nói là không có đồng đội nhá, bởi vì nó trâu quá. Và xỉu nữa ở giai đoạn phía sau thì chắc chắn là anh em cũng phải lên đồ theo thiên hướng để khắc chế Tara. Tất nhiên mục tiêu của mình thì không phải Tara, nhưng mà lên đồ khắc chế tôi cũng sẽ dễ đánh hơn. Bây giờ mình farm sóng trước và mình sẽ di chuyển này lên hỗ trợ ở khu vực đường rông. Hiện tại thì đáng có đó là giáo tránh, team bên mình thì đang ăn rồng anh em ạ, và rồng đã thuộc về team bên mình rồi. Pha này bắt luôn này, mất tốc biển đến từ Lyanna của tém bên địch và tiễn Lyanna lên bảng điểm số. Diệt hồn trúy của Pain được sử dụng, lao lại ăn được cái màn chấm dứt của xa thủ team bên mình, nhưng mà cũng gọi là phải lên bảng điểm số khi tém mình tập trung đấy khá là đông. Tara của tém địch lao lên ăn được má lốc của team bên mình, mình thì thấp máu tốc biển lùi lại một tí. Bây giờ phải lùi lại một tí nha. Rồi sau đó thì mình sẽ lên đây này, để xem fan heo lên cao không thì mình sẽ bắt. Hiện tại thì mình chuẩn bị có chiêu cuối rồi. Pha này thì ui, pha này bắt luôn fan heo này. Trầm trọng lực được sử dụng, tiễn fan heo lên bảng điểm số. Bắt luôn Aletor, Aletor tém địch tốc biến. Mình bắt luôn Aletor và tiễn Aletor lên bảng điểm số. Một khá di chuyển hay đến từ Chrissy. Chrissy không di chuyển về mà di chuyển lên đấy, qua đó thì né được sát thương đến từ Aletor của team Mendic. Và mình lại hỗ trợ lùng ngáy đó là cái double kill. Hay rồi, một pha di chuyển tốt đến từ Chrissy. Tại bên bàn thì có Aletor DSP, cũng là một chất tướng khó chịu. Nếu mà bắt lẻ thì khó chịu, trong con trong qua bắt tổng thì mình không đánh giá cao Aletor. Chỉ cần Aletor khóa mà Chrissy nó sử dụng chiêu 2 hết tống phạt là mất luôn, hoặc là luyện ngục quả ma lốc bị làm choáng, hoặc là hất tống phạt là mất luôn. Bây giờ sẽ bắt Lyanna này. Rồi, trầm trọng lực đủ đám hay không? Lại thiếu đó là một ít đám này anh em ạ. Tuy là một pháp sư nhưng Lyanna thì sở hữu đó là đồ cơ đồng khá là cao. Chiêu cuối biến ảnh hoàn hình thì có thể lướt bên cạnh đó thì còn có khả năng né được sát thương nữa. Nên là cũng hơi khó.
Về phần chiêu thức của Zuka thì mình sẽ phân tích cho anh em, đó là như sau. Chiêu thứ nhất, anh em có hai lần lượt. Mỗi lần lượt thì anh em nên đánh thương dành cho mình, đòn đánh thương thì sẽ được cường hóa. Chiêu thức thứ hai thì anh em cùng lượt, lượt trúng mục tiêu thì sẽ búp giáp dành cho Zuka. Bên cạnh đó thì đánh thì sẽ nâng bóng gọi là tướng địch, gây đó là sát thương. Chiêu cuối thì anh em trầm trọng lực vào vùng chỉ định như thế này dành cho mình, làm choáng đối phương. Và pha này thì tiện được đó là vị trí của Liana lên bảng điểm số. Như thấp máu quá anh em ạ. À, thôi xong rồi, pha này thì 36 kế. Đó là lui về là thường sạch, liệu có lui nổi hay không? Ui, đáng gặp đó là ông Pến nữa. Tình huống đó thì mình bật bắn sướng để có thể áo nháy được tướng đi cách. Nhưng mà cuối cùng thì không được, lui về thì lại gặp Pến. Mà có Alastair nữa nó quá thì mình cũng không làm được gì luôn. Sơ cơ tem mình khá là trấu. Và cuối cùng thì đổi màng tìm bên địch, 3-3 dành cho hai bên. Một pha trao đổi thì cũng chỉ đó là hoa hoàn thôi. Đối với Zuka thì anh em nên nhớ rằng bên cạnh đó là phía dưới thánh máu ấy thì có đó là thánh nội tài. Đạt đủ 5 điểm thì giúp đó là Zuka hồi phục máu, tức là sử dụng chiêu thức trúng tướng địch thì anh em sẽ có 1 điểm. Đủ 5 điểm thì anh em sẽ đó là hồi phục máu. Bây giờ mình bắt khép góc đường về nhưng mà không được rồi. Tưởng khép góc đường về của Liana nhưng mà Liana nó di chuyển về kịp rồi. Bây giờ thì sẽ cướp tạm đó là con búa đỏ này nhá. Ui. Về ngay và luôn chứ pain tem địch. Nó láo lên rồi thì chịu. Rồi một pha hất tung đẹp, trầm trọng lực được sử dụng luôn. Ăn được màng của Liana anh em ạ. Hay quá, một pha hất tung tốt. Rồi bây giờ thì thấy đó là bùa sánh của tem địch con thì mình sẽ lùm lúa luôn nhá. Ok, có bùa sánh sới rồi. Bây giờ thì sẽ lên hỗ trợ đó là khu vực đường ta thân. Nói hỗ trợ thì không phải chỉ quay trở về cái lén của mình mà lộc tim bên mình thì nãy giờ đó là ở đây rồi. Mà lộc thì chất tưởng trị tánh cũng khá là tốt, gặp mà Tara thì cũng khắc chế hiệu quả. Rồi pha này thì dồn đám luôn, đủ đám hay không? Ui không đủ đám, trâu quá anh em ạ. Mình chưa có đồ xuyên giáp đấy, 36 kế lui về là thường sạch thôi. Và má lộc tím mình thì đã phải lên bảng điểm số rồi, bốc hơi luôn á. Bây giờ mình không biết có thủ được cái trụ này hay không này. 3 giấy chuẩn bị có chiêu cuối rồi. Ok, ui, xong rồi, mất trụ trước rồi thì toang rồi. 36 kế tốc biến lui về nhưng mà dính ngay cái bộc phá của Tara và mình cũng phải lên bảng điểm số. Chứ có đồ xuyên giáp nên anh em thấy đánh Tara không mất máu luôn ấy. Nên là vì thế thì món đồ tiếp theo thì mình sẽ lên đó là cái kiếm Muramasa nhá. Trận đấu này mà lên thương xuyên phá đánh Tara khó cực kỳ luôn. Phải lên Muramasa để đánh cho nó thấm. Tất nhiên mục tiêu bắt của mình thì không phải Tara, nhưng mà chạm mặt với Tara thì mình cũng sẽ gọi là dễ đánh hơn. Anh và anh em thấy Tara nó rất chứ là trâu luôn. Thì bên mình xả ra thương nhưng mà Tara không hề gọi là hấn gì. Đặc biệt là té bên mình thì xả thủ đó là sơ túa nữa. Sơ túa thì trì tánh không tốt đâu. Gặp những chất tưởng hồi phục tốt như kiểu Tara thì sẽ khó. Có lẽ là đám của Malok cũng là một đám tốt để có thể trì vào Tara. Còn mình thì mình sẽ đó là lựa chọn các mục tiêu khác để bắt thôi. Còn dạ chả dài gì mà bắt Tara cả. Trừ khi gọi là một mình thì chơi thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ núp đấy để xem có ai di chuyển ra đẹp cái trụ này hay không, mình sẽ bắt nhá. Đây Alastair này, cả Tara nữa. Và pha này thì chơi luôn này. Alastair mất khóa thì Chrissy hất túng phạt là mất khóa liền đó. Và một người lên bảng điểm số này. Trâu từ đánh lâu cùng lên bảng điểm số. Mình có đao truy hôn rồi, giảm khả năng hồi máu của Tara. Và anh em thấy thì khi bị dồn đám như vậy thì Tara khó mà thoát được. Đặc biệt là trận đối đầu với Tara thì anh em phải lên đao truy hôn dành cho mình nhá. Không lên đao truy hôn là không được đâu, bởi vì nó hồi phục máu rất là tốt, không có đao trúi hồn thì khó mà ăn được. Bây pha này mình sẽ bắt xà thủ tém đích này. Tầm này thì mình dồn con bó ăn thoải mái rồi, có 2 đô rồi mà. Đây bay mau này, bắt những vị tướng máu giấy như vậy thì khá là dễ. Bắt luôn Pain nhá, chơi luôn này, quất luôn này, hất tung này. Pain sử dụng cái diệt hồn trúi nhưng mà chưa kịp thì đã bị mình tiến lên bảng điểm số rồi. Nói chung chỉ cần tầm khoảng 2 đô là Zuka bắt đầu là dồn con bó những vị tướng không có kháng đám vật lý lên bảng điểm số rồi. Và này mịt tem địch tỉnh thế nhá, ui tốc biến hô quang lực luôn, căng thế nhá. Mình tưởng đáng biến về ngon lanh canh đào rồi, rất tiếc là phá đỏ mình trước hồi chiếu cuối ấy.
chứ không chỉ từng đỏ máu thì mình cũng dồn đám được. Rất tiếc. Gần biển về được rồi, lại bị lý án á của tém địch hành. Hơi căng. Lý án á đoán vận tài đấy. Rồi, nói về phần đó là chiếu thức rồi, về nội tài rồi. Thì mình sẽ nói là phân tích đó là về cách combo của vị tướng Zuka. Đối với Zuka thì bình thường anh em lượt chiêu 2 lên rồi đánh thương để búp giáp dành cho bản thân, nâng móng đồng đội, nâng móng gọi là mục tiêu lên. Sau đó thì anh em sử dụng 2 lần chiêu 1. Tất nhiên thì khi anh em sử dụng chiêu thức anh em phải đánh thương dành cho mình nhá. Thì chiêu 1 đánh thương rồi chiêu 2 đánh thương cả kiểu. Chiêu 1 thì anh em có thể sử dụng được đó là 2 lần. Đấy, cứ đánh thương như thế này đó. Còn chiêu cuối thì anh em vô vào một cách hợp lý, vào vùng chỉ định để gây sát thương và làm choáng. Đó là về cách chơi của vị tướng Zuka thôi. Pha này bắn trụ được nè. Anh em trâu bò bắn trụ hồ mình cái, mình bắn vào sờ nó xí cây. Hai ông trâu bò đúng rồi, bắn trụ hồ cái. Ui, tôi xong bay chết đến nơi thì nó xích thôi, nhưng không sao cả. Pha này vẫn quay trở lại sát thương. Và tiền đó là khá là tờ lên bảng điểm số, mình vẫn lùi về được khi mà kích hoạt được ngồi tài và hồi phục được đó là một ít máu. Hến của anh em à, sơ cất thì tổ trách bắn vào nhưng mà cuối cùng lại thấy đó quái xế. Cuối cùng thì bị Alistair đây khóa mình ấy. Chỉ phát đâu đó ông trâu bo lao vào phải thì mình sẽ dễ đánh hơn và mình cũng không nguy hiểm, mà chỉ còn một xíu máu mới rút về được như vậy. Tất nhiên thì một pha giáo tránh cũng là thành công. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng má tính để phù hợp nhất đó là dành cho rú cá nhá. Với má tính thì ví dụ anh em sử dụng chiêu 2 rồi sử dụng chiêu 1, kích hoạt chiêu cuối phạt thì thời gian hồi chiêu 2 và chiêu 1 anh em sẽ cực kỳ là nhanh. Và cách combo nâng cao hơn một tí là anh em có thể kết hợp thêm với cái tốc biến. Đây, pha này thì mình sẽ ún tí vào tốc biến này. Đấy, và tiền đó là Alistair của tém địch lên bảng điểm số. Bây giờ lính ở đường giữa ra vào rồi nên là mình sẽ di chuyển ra đường giữa để đó là có thể lui về một cách an toàn. Với chất tướng cơ đồng như Zuka thì khá là dễ. Tara của tay bên địch thì đang đuổi theo Circus, khi mà Circus chỉ còn một tí máu nữa. Bây giờ mình sẽ lại hỗ trợ Circus nhá. Ok, trầm trọng lực làm choáng luôn này. Và tiền đó là Tara lên bảng điểm số. Circus tay mình thì khá là trâu bởi vì chất tướng toàn là lên theo tuyến hướng phún thủ cả nên là Tara cũng không dễ ăn. Rồi bắt luôn này, ok. Trầm trọng lực, uầy. Thôi xong rồi, còn một tí đám. Rồi, mà Lộc tim mình thì đang đuổi theo anh em ạ. Ok, và tiền đó là vị trí của Liliana tém địch lên bảng điểm số. Băng đó là một cú quẹt quỷ kiếm kết hợp thêm cái tốc biến. Nhưng mà Malok tim mình cũng phải gọi là về tế đan rồi. Tình huống đó thì mình hơi suy, chiêu cuối đúng là một giấy nở hôi ấy. Một giấy nở hôi phạt là mình nhảy cái trầm trọng lực trước làm choáng được là ngon rồi. Chiêu cuối hôi hơi muộn tí nên là cuối cùng bị xạ thủ của tém địch ván héo nó xạ ra thương ấy. Hơi tiếc một tí. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì sẽ lấy đôi dây kiến cương kháng khống chế. Sau đó thì cái đao trúi hỗn giảm khả năng hồi phục của tướng địch. Món đồ thứ ba thì sẽ lấy phức hợp kiếm để những cú đánh cái lượng sát thương sẽ tốt hơn. Món đồ thứ tư thì sẽ lấy đó là cái kiếm Muramasa nhé. Mình không lên thương xuyên phá mà lên kiếm Muramasa để xuyên giáp tốt, trì các vị tướng như kiểu Tara cho nó tốt hơn, trấu bo tốt hơn ấy. Còn đồ thứ 5 thì sẽ lên cây nánh, gia tăng thêm 200 công vật lý, máu đối phương dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn. Đó là biểu đồ sử dụng dành cho đó là vị tướng Zuka. Còn về bảng ngọc dành cho Zuka thì mình sẽ sử dụng bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ thì 8 viên đó là công vật lý xuyên giáp và 2 viên tỷ lệ chỉ mạng. Ngọc tím công vật lý tóc chày và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp nhá. Đó là trang bị, bảng ngọc, phù hiệu và lối chơi của vị tướng Zuka. Bây giờ thì có lời thế rồi thì có lại ép đường lên thôi. Ok, mình sẽ đẩy thể lính ở khu vực đường ta thân này lên cao này. Rồi sau đó thì mình di chuyển trước đó là Liana để lên hỗ trợ cùng tím gọi là combat ở phía trên. Rồi, mất chiêu cuối rồi nè. Cuối nhưng mà không được rồi anh em ạ. Tình huống này thì vẫn đó là chưa có thể lính tràn vào rồi. Từ từ đã, đợi một tí đã. Rồi, anh em thấy thì hiện tại thì bây giờ thể lính đó là cũng chưa có để có thể lấy được cây trụ. Những cây trụ thì cũng khá là thấp máu. Ôi, diệt hôn túi cục ấy được sử dụng lao rác khá là nhiều sát thương. Bị đó là tém mình tiện lên bảng điểm số. Trong lực của mình
cùng được sử dụng và ăn được mạng của Lyanna nữa. Đột phá diệt hồn túi khá là bất ngờ. Rồi, Tara của team Bendix này, ui Tara bộc phá một phát kết liều sơ cớt của team Bendix luôn. Rồi Tara lên đây bạn ơi, mình có đồ giảm hồi máu, có đó là Kimura Masa rồi. Chơi không? Ăn tạm đó là con búa sánh đã này. Rồi, đang thấy tầm nhìn của Tara nhá, pha này lại chơi luôn này. Hello bạn Tara, khép góc luôn này, chiếu hái này, chiếu cuối này, lên bảng điểm số này. Đầu thì đánh lâu cùng lên bảng điểm số. Ok, nói chung về chất tưởng Zuka thì cũng là một chất tưởng khỏe thời điểm hiện tại và có thể leo rank tốt. Điểm mạnh đó là đồ cơ đồng, bắt sát thương chủ lực của tém đi cùng tốt. Và dồn sát thương trong con bắt tổng cũng khỏe. Nhưng mà điểm yếu của Zuka thì tất nhiên vẫn đó là một vị tướng máu giấy. Nên là anh em cũng cần cẩn trọng vào mà bị khống chế phạt là rất chết là dễ lên bảng điểm số ấy. Team bên mình thì bảo game này tồi Alistair. Rồi bắt luôn này, một ông lên bảng điểm số này. Ok, Alistair thì xích minh xưng không sao cả. Mình vẫn đang còn giáp của mình quay trở lại này. Và tiền đó là chưa ăn được, hai người lên bảng điểm số này. Mất giáp hồ mình bán lên liêm đập mình này, quay trở lại vào tế đan luôn này. Nhưng mà chỉ mất đó là cái nội tài của liêm đập mình. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật thật là thành công.